Sau việc tậu xe tiền tỷ, vừa nhìn biển số ai cũng choáng. Có tiền mua xe hàng chục tỷ, sao Việt cũng không ngại tậu cả biển số siêu đẹp, riêng Ngọc Trinh lại khác. Mới đây, Việt Tuấn Hưng chi khoảng hơn 15 tỷ cho chiếc Ferrari 488 GTB khiến nhiều người cũng phải suýt xoa. Ngay khi vừa khoe trên mạng xã hội, anh đã được bạn bè vào khen và ngưỡng mộ. Có xe xịn, Tuấn Hưng còn tuyên bố biển số xe với anh không quan trọng khi một người khuyên nên tậu một biển VIP nữa. Sau đó ai cũng phải giật mình khi Tuấn Hưng chọn biển số không những VIP mà còn hơn có tận 4 số 8. Trước đó Tuấn Hưng còn sử dụng khá nhiều loại xe khác nhau, trong đó có Range Rover, có biển số chất cũng không kém. Mua hạng xế 13 tỷ cho bạn gái, ông Cao Thắng cũng làm luôn một biển số xe khá đẹp. Cận cảnh biển số xe đẹp của Đông Nhi. Còn đây là Lamborghini Huracan màu xanh của ông Cao Thắng, cả hai có đuôi 94-95 liền nhau. Chồng cũng của ca sĩ Hồ Ngọc Hà là một tay chơi siêu xe chính hiệu, khi toàn sở hữu những mẫu xe đắt tiền và biển số cũng xứng tầm như thế. Siêu xe Huracan màu vàng biển tứ quý 8 của Cường Đô La. Một con xe khác cũng ấn tượng không kém. Nổi tiếng là ăn tiêu xa hoa, Đàm Vĩnh Hưng cũng sở hữu cho mình chiếc Lexus với biển số 51A01212. Siêu mẫu Thanh Hằng cũng chịu chơi không kém khi có một con Mercedes-Benz với biển số 50LD00889. Dòng Cao Viu Anh cũng là Mercedes với biển số 28328. Bình thường giản dị nhưng xe của Mỹ Tâm thì không rẻ tí nào, thậm chí biển số cũng độc không kém 8697. Trong khi đó Ngọc Trinh cũng sẵn sàng chi hơn 12 tỷ đồng cho con xe Maybach S500. Tuy nhiên biển số xe của cô lại rất bình thường và không có gì nổi bật. Có lẽ nữ hoàng nội y mới là người không quan tâm đến chuyện biển số nhất. Bất ngờ khi bước vào bên trong căn nhà Nhật Kim Anh đang sống. Ai cũng bất ngờ với nội thất bên trong căn nhà mà Nhật Kim Anh đang sống. Nhật Kim Anh bước chân vào showbiz đã khá lâu sau khi lấy chồng sinh con. Nữ ca sĩ lại tiếp tục với công việc của mình, chăm chỉ chạy show, tham gia không ít phim. Gần đây cô và ông xã còn đẩy mạnh kinh doanh sản phẩm yến xào. Với khối lượng công việc như vậy, có lẽ việc kiếm tiền tỷ là điều không quá khó khăn với gia đình Nhật Kim Anh. Không mấy khi khoe nhà, nhưng thỉnh thoảng đăng tải hình ảnh lên Facebook cá nhân, fan hâm mộ cũng được chiêm ngưỡng ngôi nhà mà nữ ca sĩ đang sinh sống. Nhà Nhật Kim Anh không theo lối hiện đại kiểu cách mà có thiết kế khá bình thường, kiểu nhà thường thấy của Việt Nam. Thiết kế nội thất cũng không có gì đặc biệt. Điểm cộng của căn nhà là khá rộng rãi và tiện nghi. Đồ đạc sắp xếp hết sức gọn gàng. Có lẽ đây là nhà mà chồng Nhật Kim Anh vẫn sống từ trước đến nay nên không phải thiết kế theo lối hiện đại như những chung cư cao cấp. Nhật Kim Anh trong ngôi nhà của mình. Trước đây, nữ ca sĩ từng khoe nhà chồng sang trọng như nhà công tử Bạc Liêu. Nội thất mang phong cách hoàng gia vô cùng lộng lẫy. Loạt mỹ nhân chuyển giới hot nhất Việt Nam lột đồ chụp ảnh, choáng nhất là Lâm Khánh Chi. Hương Giang ăn mặc sexy là thế, nhưng vẫn chưa là gì so với đàn chị chuyển giới. Hương Giang, Lâm Khánh Chi, Cindy Thái Tài là những người đẹp chuyển giới thành công và nổi tiếng trong showbiz Việt. Sau khi giao kéo, họ sở hữu nhan sắc xinh đẹp với số đo 3 vòng hoàn hảo, không kém gì các chị em phụ nữ thực thụ. Đặc biệt, cả ba mỹ nhân chuyển giới này đều rất táo bạo, không ngại cởi đồ khoe đường cong nuột nà của mình. Hương Giang đút mắt người hâm mộ với hình ảnh bán nuôi đầy những dấu son kích thích. Với vóc dáng hoàn hảo của mình, nữ ca sĩ còn táo bạo cởi áo để lộ vòng một lấp ló khi chụp ảnh bìa sách. Từng khẳng định không kiếm danh bằng con đường gây sốc, scandal rẻ tiền, nên khi Cindy Thái Tài tung ảnh khỏa thân nóng bỏng của mình lên trang cá nhân đã khiến nhiều người ngã ngửa. Bộ ngực silicone của nữ ca sĩ dùng tóc che bớt nhưng vẫn gây bỏng mắt vì kích thước quá khủng. Ảnh giường chiếu không mảnh vải che thân của người đẹp chuyển giới khiến bất cứ chàng trai nào cũng phải cứng người. Không chỉ lột đồ khoe thân, cô còn mạnh dạn đóng cảnh ân ái nhạy cảm cùng diễn viên nam trong một MV.
Lan Phương, thí sinh Việt Nam Next Top Model 2013, cũng là một trong những mỹ nhân chuyển giới táo bạo, dánh chụp ảnh nuyên. Cô sở hữu đường nét nữ tính và ba vòng bốc lửa. Lan Phương sử dụng miếng dán ngực và phụ kiện dây đeo xích, che đi điểm nhạy cảm. Lâm Khánh Chi nổi tiếng với những trang phục khoe vòng một quá đà. Tuy nhiên khi cô nàng lộ bộ ảnh nude toàn thân thì khán giả vẫn không khỏi choáng váng. Bức ảnh trần truồng tạo dáng khêu gợi của người đẹp chuyển giới nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Cô tiết lộ rất tự tin với ngoại hình hiện tại của mình và quyết định thử chụp ảnh khỏa thân theo lời đề nghị của bạn bè. Sau khi phẫu thuật, thân hình gợi cảm của Lâm Khánh Chi và loạt mỹ nhân chuyển giới khiến các chị em cũng phải thèm thuồng. Nhan sắc thật sự của Minh Hằng qua những bức ảnh chụp lén khiến fan ngỡ ngàng. Luôn xinh đẹp chỉnh chu khi xuất hiện trước công chúng, những bức hình chụp lén này mới tiết lộ nhan sắc thật sự của Minh Hằng. Minh Hằng là một trong những ca sĩ có tên tuổi trong làng giải trí Việt. Không chỉ bởi giọng hát hay, lối diễn xuất tự nhiên mà còn bởi nhan sắc xinh đẹp. Cô sở hữu một lượng fan đông đảo mỗi lần xuất hiện trước mặt công chúng hay trong các sự kiện truyền thông, Minh Hằng đều rất ấn tượng, quyến rũ hút hồn người hâm mộ. Ca sĩ Một Vòng Trái Đất sinh năm 1987 và sở hữu chiều cao 1m65 cùng số đo 3 vòng ấn tượng 83, 56 và 93. Với vòng eo 56, Minh Hằng hoàn toàn có thể tự tin độ vóc dáng với Ngọc Trinh. Khuôn mặt hài hòa, ánh mắt biết nói cộng với nụ cười khiến Minh Hằng ghi trọn điểm trong lòng công chúng. Người đẹp được đánh giá cao bởi nhan sắc tươi tắn rạng rỡ mỗi khi cười. Không chỉ đẹp từng cm trên các bức ảnh được chụp cẩn thận, mà những khi bị chụp lén cũng không làm thuyên giảm chút nào độ xinh đẹp của Minh Hằng. Không tin ư, bạn chỉ cần nhìn loạt ảnh dưới đây thì hiểu. Tấm ảnh chụp lén của fan khi Minh Hằng đang cần mẫn đẩy xe hành lý ở sân bay. Dù góc chụp hoàn toàn ngẫu nhiên và không đủ ánh sáng, nhưng nữ ca sĩ vẫn toát lên vẻ thanh thoát và cuốn hút. Hay khoảnh khắc cô đang đi trên phố không một chút diễn mà rất sang trọng, mê hoặc khó cưỡng. Dù là đang selfie, fan cũng không tha mà trong cô vẫn rất đáng yêu hết nức. Dường như lúc nào cũng thấy Minh Hằng trẻ trung và dễ thương. Ngay cả khi không có studio hoặc các máy cảnh chuyên dụng, người đẹp vẫn tỏa sáng vì nụ cười. Vóc dáng cân đối cũng giúp cô ghi điểm khi lên hình. Cũng như bao mỹ nhân khác, Minh Hằng cũng sở hữu góc mặt nghiêng thần thánh. Dù đang mải miết chỉnh trang phục nhưng vẫn không quên nhiệm vụ phải thật xinh đẹp. Khoảnh khắc Minh Hằng cười thả ga cũng không dìm hàng được cô. Có lẽ lúc này bạn đã phải thừa nhận nhan sắc thật sự của Minh Hằng. Dù không nhờ cậy Photoshop và các công nghệ làm đẹp, thì thần thái tự tin sang chảnh vẫn luôn giúp cô tỏa sáng. Những câu chuyện bất ngờ của Hà Hồ, Sơn Tùng và loạt sau Việt qua lời kể của chuyên viên make-up. Thân thiết quá cũng sợ, bị kể hết mọi bí mật, có hoa hậu bị tung ảnh mật đã sợ rồi, choáng nhất là Hoàng Thùy còn tung cả clip. Khi nhắc đến các ngôi sao, người ta dường như chẳng mấy để ý đến những người thầm lặng giúp họ luôn tỏa sáng. Đó là những thợ make-up, chuyên gia trang điểm, người luôn sát cánh cùng giới showbiz trong mọi sự kiện lớn nhỏ và đương nhiên cả trong chuyến đi nước ngoài đầy thách đố và thú vị. Một trong những chuyên gia trang điểm được nhiều sao Việt yêu thích nhất đó chính là Nguyễn Hùng. Từng trang điểm cho rất nhiều người, chuyên gia này ấn tượng với ba sao Việt này nhất. Thanh Hằng sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo của một hoa hậu, lại vừa có chiều cao và nét kiêu sa của một siêu mẫu, nên cô là cái tên được yêu thích lâu nhất từ trước đến giờ. Hương Giang mang về đẹp rực rỡ theo tiêu chuẩn của hoa hậu thế giới. Còn ca sĩ Hồ Ngọc Hà là một biểu tượng của sự tự tin, năng động và mạnh mẽ của phụ nữ thế kỷ 21. Hà Hồ và Mộng Hùng gắn bó với nhau ngót nghét 20 năm. Dù nữ ca sĩ có đi lưu diễn xa thì anh cũng đi theo. Còn về Nhã Phương, những ai từng làm việc chung, hợp tác hay chỉ là tiếp xúc với nữ diễn viên đều vô cùng thiện cảm với tính cách và thái độ ứng xử của cô nàng. Một chuyên gia trang điểm đã từng làm việc với Nhã Phương trong một bộ ảnh đã không ngần ngại nhận xét về rằng chị Phương ở ngoài xinh lắm luôn, dễ thương và dễ gần nữa. Nhã Phương được khen hết lời, xem ra ai gặp nữ diễn viên cũng phải công nhận cô dễ thương. Nếu Nhã Phương được khen xinh đẹp, dễ gần thì chuyên viên trang điểm của Sơn Tùng MTB lại tiết lộ điều biến thái của anh chàng. Người này cho biết Sơn Tùng sở hữu một làn da vô cùng đẹp, mịn màng láng và không có lộ chân lông to, và tự thắc mắc là nam ca sĩ không biết đã dậy thì chưa nữa.
sau đó tự kết luận là Sơn Tùng có làn da đẹp đến biến thái. Ngoài ra còn khen Sơn Tùng đều chuẩn 10 trên 10 và xứng đáng trở thành đại diện cho các thương hiệu chăm sóc da. Chuyên gia trang điểm tố Sơn Tùng có làn da biến thái vì quá đẹp. Mặt mộc của nam ca sĩ có khi còn đẹp hơn cả chị em phụ nữ. Theo lời kể của chuyên gia make-up Phi Phi, anh trang điểm cho nhiều nghệ sĩ, nhưng Hoài Linh là người khó tính nhất, anh bộc bạch. Nhất là anh Hoài Linh, anh Linh thấy ai để thùng make-up dưới đất mà vô tình bước ngang thôi là anh ấy không bao giờ cho làm mặt anh ấy. Hoài Linh là người khắt khe trong việc trang điểm. Nếu hộp đồ trang điểm mà để dưới đất có người bước qua, anh sẽ không bao giờ trang điểm nữa. Bên cạnh những lời khen thì cũng có nhiều sau việc bị các nhân viên trang điểm chê bai. Ví dụ như Quỳnh Anh Xin bị chê là đã đến muộn trong buổi chụp hình. Đến lúc chụp thì được tí kêu thay váy, mệt không chụp, đang chụp ra một góc ngồi chụp ảnh tự sướng và không nói gì với các phó nháy. Sau đó vào phòng thay đồ bảo không chụp nữa, xóa trang điểm đi mà không nói. Trong lúc mọi người đợi thì bảo là không chụp nữa và ra về. Người này còn cho biết thêm, lúc chụp em rất thái độ, không hợp tác với các nháy. Lùm nguyết toàn các bậc hơn em nhiều tuổi mà em coi thường, em ổng ẹo, mệt thì em nói, em nghĩ em đi chụp free, em thấy thế này thế nọ. Quỳnh Anh xin bị tố chảnh chọe. Đây là lời nhân viên trang điểm nói về Quỳnh Anh. Hoa hậu Diệu Ngọc cũng từng bị tố chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, gian dối. Chuyên gia trang điểm cho biết, sau thời gian làm việc tôi nhận thấy cô Ngọc có quá nhiều sai phạm và xét về tư cách đạo đức không phù hợp. Để trở thành đại diện nhan sắc Việt Nam trên đấu trường quốc tế, cụ thể là Hoa hậu Thế giới 2016 được tổ chức tại Mỹ sắp tới đây. Cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp và lòng nhân ái. Chuyên gia trang điểm này còn tung những hình ảnh trước khi phẫu thuật thẩm mỹ của Diệu Ngọc để chứng minh rằng cô đã gian dối trong cuộc thi Hoa khôi áo dài mùa 2. Hoa hậu Diệu Ngọc cũng bị bán đứng. Mới đây Hoàng Thùy cũng đã bị một chuyên viên trang điểm tung clip bốc mẻ dài hơn một tiếng. Trong đó trong clip đăng tải, người này tâm sự về quá trình làm việc cùng quán quân Việt Nam Next Top Model 2011. Anh cho biết, người đẹp xứ Thanh là người qua cầu rút ván và luôn xem thường người khác. Kết thúc đoạn clip tố cáo, chàng trai khẳng định với chân dài 9X, gậy ông sẽ đập lưng ông. Đừng chơi trò vắt chanh bỏ vỏ, đâu đó xung quanh chị là những con người không hề tầm thường như mắt chị thấy. Chuyên gia trang điểm tố Hoàng Thùy, clip dài hơn một tiếng đã được đăng tải, dốc hết bầu tâm sự về người đẹp xứ Thanh. Trường Giang gặp biến, Nhã Phương vội nói lời chia tay. Mới đây, Nhã Phương đã có những chia sẻ khiến nhiều người cho rằng tình cảm giữa cô và Trường Giang đang có vấn đề. Trên trang cá nhân của mình mới đây, Nhã Phương đăng tải dòng trạng thái khiến người hâm mộ lo lắng. Cô viết, đừng bao giờ tiết kiệm nụ cười, ngay cả khi bạn buồn, vì không bao giờ bạn biết được có thể có ai đó sẽ yêu bạn vì nụ cười này. Nhã Phương chia sẻ rằng cô đang buồn nhưng vẫn nở một nụ cười tươi. Nhiều người cho rằng gần đây Nhã Phương có chuyện buồn về mặt tình cảm, cũng ít thấy cô và Trường Giang xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện. Bản thân Nhã Phương luôn có những chia sẻ buồn mang chút hoài niệm về ngày xưa. Chia sẻ của diễn viên tuổi thanh xuân nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận. Một người dùng mạng bình luận, Nhã Phương ơi, mong chị lúc nào cũng cười thật tươi nhé, bởi vì nụ cười của bạn sẽ mang lại niềm vui cho rất nhiều người xung quanh đấy. Trong khi đó, một người khác lại khuyên nhủ, có lẽ Nhã Phương đang rối trong lòng vì Trường Giang gặp phải chuyện không may, tuy nhiên hãy luôn nhìn về phía trước nhé, có lạc quan thì mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Trước đó Trường Giang đã gặp tai nạn không may, được biết chiếc xe Mercedes của danh hài này đã đâm vào đuôi một chiếc xe khác. Điều làm cho dư luận chỉ mũi dùi chỉ trích Trường Giang là vì cách ứng xử của anh ngay sau vụ tai nạn khi đang say xỉn là to tiếng quát mắng nạn nhân khi bị quay clip. Tuy cơ quan chức năng đã xác định Trường Giang tuy say xỉn nhưng lại không phải người lái xe, thế nhưng dư luận vẫn hết sức thất vọng với cách hành xử của Trường Giang. Trong khi đó, dường như mặc kệ dư luận, Trường Giang vẫn tới trường quay vui vẻ như bình thường sau tai nạn anh gây ra. Nam danh hài cũng chưa hề có bất kỳ lời bào chữa nào về vụ việc này.